Tôi có tình cảm với Trinh từ rất lâu rồi. Vì từ lần đầu gặp Trinh, tôi nghĩ rằng mình đã trúng tiếng sét. Ôi, có cái gì đấy? Trinh đừng sợ. Tôi đã có tình cảm với Trinh từ rất lâu rồi. Vì từ lần đầu gặp Trinh, tôi nghĩ mình đã trúng tiếng sét. Ôi, Thiên thế? Tình yêu trời đánh rồi. Thiên thế nhỉ? Tôi sẽ không nói thế nữa. Trinh ạ, tất cả những gì tôi muốn nói với Trinh ngày hôm nay, bây giờ và lúc này, chỉ đơn giản là tôi yêu Trinh. Mọi người cũng có cảm giác giống tôi đúng không ạ? Có. Vì Trinh là một cô gái giàu lòng trắc ẩn, một người con gái đáng yêu, dễ thương, một người con gái dịu dàng. Và đó là tất cả những gì đã chôn giấu trong lòng tôi bao lâu nay. Anh không sợ bị sét đánh à? Không, vì tôi là thằng đứng thấp nhất rồi. Đứng xuống các con ơi. Kìa Trinh, Trinh đứng lên đi để tôi tỏ tình tiếp. Tôi biết Trinh là một người con gái hoàn hảo, còn tôi có rất nhiều thiếu sót. Nhưng chỉ cần là Trinh muốn thôi, tôi sẽ cố gắng thay đổi tất cả vì Trinh. Em ơi, ông này đúng kiểu bị điên đi. Bà ấy mới là người phải thay đổi. Sao ông phải thay đổi nhỉ? Sao vô duyên thế nhỉ? Có thấy người ta đang tỏ tình không, tự nhiên lại cứ nói linh tinh vào. Muốn cãi nhau về tìm ông Hào mà cãi nhau, vô duyên. Trinh ơi, tôi sẽ làm thật nhiều tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tôi sẽ nuôi Trinh, sẽ chăm sóc cho Trinh. Chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Trinh nhá. Nhận đi Trinh ơi. Đồng ý. Biết tiền cho. Trinh đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi đúng không? Hết chưa? Hết rồi, nhưng mà sai rồi. Trinh phải giơ tay để tôi đeo nhẫn cho Trinh chứ. Tôi nói nhanh cho nó vuông nhá. Trinh đây không có tình cảm với anh, đừng có mà ảo tưởng nữa. Mà anh không cho cái xóm này nghỉ ngơi à? Nhạc nhẽo hát hò như dở hơi ấy. Mà mọi người cũng về nghỉ đi, hùa theo làm cái gì ạ? Tôi được miễn tiền trọ. Ông Mạnh mà chứng kiến con Trinh từ chối như thế này, chắc ông ý phải khám xóm 3 ngày 3 đêm cũng hết đấy bà. Anh có cần em giúp gì không? Em không cần phải làm gì cả. Anh không phải ngại đâu, em làm quen rồi. Anh không ngại, chỉ là anh không thích. Anh không thích gì cơ? Em á? Hay là các em của em á? Anh không thích cái cách mà em làm như mối quan hệ của chúng ta sâu sắc lắm, trong khi chỉ là giai đoạn tìm hiểu. Em nói đi ăn tối với em trai của mình, nhưng lại nói chuyện như kiểu chuẩn bị làm đám cưới. Anh quen em, anh không định lấy à? Em hãy hiểu cho anh, anh vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không tốt đẹp, và anh chưa sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân khác. Cách em và gia đình của em làm khiến cho anh cảm thấy rất áp lực. Thế thì anh phải nói. Bọn em chỉ muốn anh biết là chúng mình nghiêm túc tìm hiểu, để em về em nói với chúng nó. Chúng mình yêu nhau cơ mà,
có phải lấy chúng nó đâu mà sợ. Khánh à, thực sự tất cả mọi lý do là ở em. Em làm sao ạ? Anh thật sự không chịu nổi sự khó tính, và anh rất căng thẳng trong khi em dọn dẹp nhà cửa, cũng như việc em moi móc mọi ngóc ngách trong nhà của anh và chê bai nó như kiểu nó là một đống rác. Nhưng nó bẩn thật, em chỉ dọn dẹp thôi, chứ em có cằn nhằn gì đâu ạ. Ở nhà với hai đứa em cũng như vậy. Vậy em hãy về nhà tiếp tục bảo ban hai đứa em của mình, còn cuộc sống của anh để tự anh xoay sở. Anh nói thế có nghĩa là anh muốn chia tay em à? Có như thế nào thì anh cũng phải nói chứ. Anh không thể chia tay em với lý do là em chăm sóc anh, em tốt, em chu đáo với anh như vậy. Thật sự nó rất tàn nhẫn với em. Anh biết em thực sự rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Anh không muốn sa vào một vũng lầy mới, và anh cũng không muốn con anh bị o ép, bị áp đặt và bị quản lý như thế. Nhưng đấy là sự sắp xếp văn minh. Em chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Bộ con anh không cần điều đó. Em về đi. Anh xin lỗi. Thank you.
chào cô. Anh làm cái gì đấy? Không, không, tôi không có ý gì đâu. Cô đừng hiểu lầm nhá, tôi chỉ muốn che cho cô khỏi mưa thôi nè. Che đi. Tôi không cần. Mặc áo của anh vào đi. Tôi là đàn ông thế nào cũng được, đằng nào tôi cũng ướt rồi. Tôi không vấn đề gì đâu, cho cô mượn cái áo này cô mang về này. Này che đi, che vào. Tôi đã bảo là tôi không cần. Khổ quá, đừng có ngại. Tôi biết là tôi và cô không quen gì nhau cả, nhưng mà tôi nghĩ là gặp nhau ngoài này nó là cái duyên đấy. Này che đi. Anh thở hơi à? Duyên phận cái gì? Muốn giúp người khác thì cũng phải hỏi người ta có cần hay không chứ. Áo của anh thì hôi như cú ấy, cứ dí vào người của tôi. Cái gì? Cô nói chuyện kiểu gì đấy? Tôi ra đây là để giúp cô. Cô không cảm ơn tôi thì thôi. Cô lại nói cái kiểu vô duyên như thế à? Anh mới là đồ vô duyên đấy. Điên rồi.